Thưa quý vị và các bạn, ngày mai Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sẽ trọng thể khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, cũng là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước. Tham dự đại hội lần này, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên có 20 đại biểu. Đây là những đại biểu ưu tú đã được bầu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, đại diện trên 69.000 đảng viên và hơn 1,3 triệu dân trong tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Với niềm vinh dự tự hào và trách nhiệm, mỗi thành viên của đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh đều có mong muốn đóng góp sức mình, phát huy trí tuệ tập thể, góp phần vào thành công của đại hội. Là một đại biểu trong số 20 đại biểu của đoàn đại biểu Hưng Yên tham dự đại hội lần này, đây cũng là một cái vinh dự đối với cá nhân tôi và các đồng chí trong đoàn đại biểu của Hưng Yên dự đại hội. Trước khi về đại hội thì đoàn đại biểu của tỉnh Hưng Yên đã tổ chức họp đoàn để tham gia các ý kiến vào quy chế làm việc, chương trình của đại hội cũng như là chuẩn bị những cái nội dung, các ý kiến để tham gia đóng góp vào các văn kiện. Và đoàn đại biểu của Hưng Yên thì cũng đã chuẩn bị một cái tham luận và đó cũng là cái trí tuệ của tập thể của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên và mong chờ đại hội lần này sẽ có những quyết sách để đưa đất nước ta phát triển lên tầm cao mới. Khi ý Đảng, lòng dân hội tụ, quyền lợi của Đảng cũng chính là quyền lợi của dân, thì không thể một cái thế lực nào có thể là kìm hãm được cái sự phát triển của đất nước chúng ta. Đại hội 13 này cũng sẽ là một cái nhiệm kỳ rất là quan trọng, đánh dấu cái sự phát triển của Đảng, dẫn dắt dân tộc ta trên con đường thắng lợi. Hướng tới Đại hội 13 của Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã nhận được 15 báo cáo với trên 5,3 vạn lượt ý kiến của cán bộ đảng viên và nhân dân tham gia vào dự thảo các văn kiện trình đại hội. Đa số các ý kiến đều nhất trí với kết cấu đề mục lớn và các nội dung trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng. Các ý kiến đều có chung nhận định. Dự thảo các văn kiện của Trung ương được chuẩn bị chu đáo, công phu, kỹ lưỡng, nghiêm túc, mang tính khái quát và toàn diện cao, nội dung được trình bày rõ, thể hiện sự kiên định đường lối đổi mới và những nguyên tắc xây dựng Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có bước phát triển mới về lý luận, phản ánh khách quan thực tiễn, tình hình trong nước và thế giới, tính chất và xu thế thời đại. Chỉ rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, quan điểm, mục tiêu, biện pháp phát triển đất nước trong tương lai. Những ngày này, cùng với các tỉnh, thành phố trong cả nước, không khí chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng cũng đang lan tỏa về khắp các địa phương, khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Với quyết tâm, khí thế và sức sống mới, ý chí khát vọng của toàn Đảng và toàn dân tộc, niềm tin tưởng sâu sắc và sức mạnh đại đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên sẽ đồng hành cùng cả nước làm nên mùa xuân mới tốt lành, khởi đầu cho một giai đoạn mới phát triển thịnh vượng và toàn diện.